Chào mừng em đã đến với kênh sửa xe máy của mình. Video hôm nay thì mình xin chia sẻ đến cho em một cái bộ sản phẩm giật bi lắp, giật bi thì bạc đạn. Nói chung là cái bộ này gọi là bộ cáo giật bi, thì gồm có tất cả là một chi tiết, hai chi tiết, ba chi tiết, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 chi tiết trong một bộ cáo giật bi của nhà mình. Thì là cái hàng này là hàng rất chất lượng anh em nhé. Hàng này là hàng mình tiện rất là đẹp, bằng thép rất là chất lượng. Đấy, thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho anh em sử dụng cái bộ cáo bi giật này để anh em cáo cái bi bạc đạn trong cái vành này ra. Thì đầu tiên thì anh em vặn con ốc này vào đây. Thì cái này nó có cả nhiệm vụ là giật cái ốc cỏ của đầu bò của xe Yamaha này anh em nhé. Anh em giật bằng cái đầu này, anh em bỏ vào cái như thế này. Rồi tiếp tục anh em bỏ sang bên đây. Tiếp theo là anh em sẽ chọn cái đầu của đầu của cái bộ cáo giật phù hợp với cái bi bạc đạn trong cái vành vành xe này, thì chắc chắn là cái bi này nó sẽ sử dụng trong với cái đầu này là hợp lý nhất. Anh em hơi đóng nhẹ nó xuống. Rồi ok, anh em dùng cái đầu này, anh em dùng cái đầu này, anh em vặn vào. Anh em lưu ý là anh em vặn thật chắc để anh em giật nó hiệu quả nó tốt. Thì đối với những cái dòng xe, một số dòng xe ví dụ như là xe tay ga, một số cái dòng xe ví dụ như xe tay ga, thì khi mà anh em không có cái bộ cáo giật này thì anh em làm nó hơi khó, nhiều khi anh em đóng bi nó không ra được, anh em lựa đóng nó hơi khó, nên anh em phải bắt buộc anh em phải dùng cái bộ cáo giật này thì dùng nó an toàn, nó khoa học hơn. Đấy, tiếp theo là anh em xoáy cái đầu này vào. Và anh em bắt đầu là anh em giật thì anh em cầm cái này, anh em thật lên cái này, anh em thật cho thật chắc. Anh em lưu ý khi vặn này là anh em phải vặn cho thật căng, căng tay. Anh em đừng có nên vặn vặn hờ hờ mà nó sẽ làm hỏng cái sản phẩm của anh em. Anh em vặn thật hết sức của mình thật chắc. Và xong khi đó rồi thì anh em giật nó lên. Đấy, rất chi là đơn giản. Đấy, anh em giật bi lắp, nói chung là bi bánh, bi bạc đạn, anh em giật không còn thiếu một cái bi gì. Trong một cái xe máy là anh em giật được hết. Trong tất cả các loại bi, trong vách máy, rồi là bi lắp, bi côn, bi âm, thì anh em sẽ giật được hết. Thì cái sản phẩm này thì nhà mình đang cung cấp cho các anh em trên thị trường. Anh em nào mà quan tâm cái sản phẩm này thì anh em cứ gọi vào cái số điện thoại tôi đang để trên màn hình, hoặc là anh em truy cập vào Zalo, kết bạn giao lưu. Trong Zalo nhà mình đang nhiều cái mặt hàng đang rất chi là hay nữa. Thì anh em vào đó anh em tham khảo. Đây, mình sẽ quay chi tiết cái sản phẩm nhà mình rất chi là đẹp. Anh em có cái bộ cáo này thì anh em làm nó rất chi là nhàn, tiết kiệm thời gian sửa chữa. Mà khách hàng người ta nhìn vào nó, anh em thấy anh em có những sản phẩm hay, khoa học, người ta gọi là nhất đồ mà nhì nghề. Nghề chỉ là thứ hai thôi, đồ vẫn là nhất. Đấy, thì anh em nào mà quan tâm cái sản phẩm thì cứ gọi cho tôi. Video hôm nay thì tôi xin kết thúc cái video này ở đây. Anh em thấy hay thì bấm like và đăng ký kênh ủng hộ mình, lần sau mình ra những video hay hơn. Xin chào anh em, chúc anh em thành công.